cây này nó rất là rậm, nên là tránh cắt nhầm ấy, thì tốt nhất là tuốt lá này các bạn, xong mới làm nhìn nó sẽ rõ cái rằng. Năm rưỡi rồi các bác, không biết là có kịp không, nhưng mà cứ làm thôi. Báo là định để lại ánh lá để khoe ông ngoại mà. Trước về quê ngoại, vừa về quê ngoại thì cái đình như đây. Thì khoe ông cái ảnh chụp cái ổi, nhưng mà với nữa ông lên chơi ông xem mà thôi. Mình làm toàn tranh thủ thời gian mà để sau thì để thì nó lại già mất, nó quá mất lứa thì nó lại ảnh ở cây. Bây giờ mục tiêu là hoa quả là cắt hết. Còn những cái tay tán là mà không ưng ý là mình thậm chí có thể cho thành cây phôi luôn. Thấy biết mới dưa cái này thì vơi mai đang đẹp lại là cắt ngày chẳng.
bỏ đi cho mai người ta làm mà đã cho nó tươi đã. Chúng ta cứ lùi. Lên cho bác quả. Lọc nhiều không? Lọc cả ta ăn được. Cái lông to này chứ đây. Đây đây. Đấy, đây được cái ăn này nữa. Cũng cơm trong đây rồi. Đây này cái. Nay cũng đi được ngày mai, ai cái kia. Hai mấy tàu kìa.
nhìn chán đâu. Các cụ mình thấy cắt này không thích đâu. Thôi, vì cái đợt ở bên mình cắt rồi. Cắt được cắt. Đấy, một con tinh thủ thì phải làm thôi. Kệ thôi, cười mình.
đấy, chờ ra bái quả một số cái lá non. Thì không hiểu là ông chủ cũ ông ấy chăm kiểu gì mà lá to kinh khủng bằng trong một chậu. Đấy, món này thì bác nào mà đau bụng đi ngoài thì em kỷ niệm ít nhá, cho không luôn nhá. Đấy, nhiều khi có cái ổi ở nhà tiện quá, cái mận nhiều khi đau bụng đi ngoài làm nuôi bạch cây cái mận này tịt luôn, nó là cái thuốc. Đấy, nhiều khi mà cái lòng chó các bác nhiều nơi là cũng vò cái lá ổi già này cho vào rất thơm bùi. Thôi làm tiếp. Đấy thì lá to này thì chắc chắn là phải rút lá thật nhiều thì nó mới bé lại được. Và muốn nuôi quả thì chắc phải vài lần nữa, vài năm nữa. Vì dăm nó chưa chuẩn, nuôi quả thì nó không ưng ý. Đó. Đau đầu đấy, suy nghĩ đấy. Ngọn này kia cắt bỏ ngọn to kìa, cắt bỏ ngọn to kìa. Cứ dằm lại, chấp nhận nó cục lúc. Tam giác lệch đuổi ra này, đuổi ra ngày đi. Cái ngọn kia hơi khó vì nó hơi trùng với cái tay giữa cắt đi thì lại hơi trơ. Khó đấy.
Đấy. Nhìn chán lắm các bác. Lúc đầu định cắt cái tay ở giữa đi, nhưng mà khi mà rút lá thì nhìn lại thì không nên các bạn. Cây này chưa tán, mình muốn tán đẹp thì lá nhỏ, tán đẹp lá nhỏ thì đành phải chờ một hai năm nữa thôi. Đấy, không thể ăn sủi này. Cái ngọn kia buộc phải cắt các bác, nhìn thô quá. Cái này là em tính xem cắt đến đâu, cứ cắt tạm đoạn trên đây nhé. Không biết có phải là phá hoại không đây. Hoa này, quả chi chít cành này này. Đấy, hoa bắt đầu rụng ra quả rồi, quả hình thành rồi. Đây. Các có nhìn thấy không? Hơi khó nhìn này. Đấy. Đấy. Nhát cắt tiền tỷ hay là nhát cắt phá hoại đây? Thank you.
có bác nào à dám làm như em không? Đấy, rất là một cái ngọn rất to, ngọn rất to với chi chít quả, với chi chít quả, chi chít hoa quả. Đấy, cắt đây là vẫn còn là chưa mạnh tay, vẫn là tiếc ba cái quả kìa, để lại để chơi cho người ta biết là đã có quả rồi. Và sau quả nó rụng hoặc là mình ăn đi rồi, mình sẽ cắt hết những cái chỗ này đi, cắt hết đi. Cái chỗ này hơi dày và hơi rối nhưng mà thôi, lượt đầu để thế đã, xem nó nảy mầm như nào đã. Một số chỗ còn khá là rối, khá là rối. Đấy, cái ngọn giữa phải thấp hơn tí nữa. Giữa thấp hơn. Đâu đấy? Giữa thấp hơn. Và những cái răm này thì phải rụt lại. Nhưng một cái điều khó ở chỗ là ổi. Răm thì mình nhìn thấy ok, nhưng mà khi mà ra mầm lá nó rất là to, trên buộc lòng mình phải để những cái răm nó thưa ra một chút, không có sẽ sau nữa sẽ che hết rất là dày. Đấy, đấy, cái cành này sau cắt đi. Mình chơi quả thì để răm nó phải rộng ra, dày ra, nhưng mà cái răm nước một, cái răm đợt một thì phải để cho nó chuẩn chuẩn thì cái này em chưa chuẩn lắm, phải rút một lần nữa để lấy cái cốt răm ấy. Đấy, thì sau mới chơi được, tán nó rộng ra thì mới chơi quả nó mới bền được, không có lại cắt đi lại phí. Còn bây giờ thì tạm thời để lại ba cái quả, ba cái cảnh có cái quả này để cho nó đỡ trơ. Đấy, thì sau sẽ em sẽ cắt cái cảnh này đi, cái cảnh này đi và cái cảnh quả này đi. Và cái cảnh này cắt đi, vừa nó đang có xu hướng là to như ngọn này, nó rất là chướng cái cảnh đấy, nhưng mà để cái lại, để lại. Đấy, bác nào mà có cách nào làm khác thì góp ý với em nhé. Đấy, bây giờ mình mới thấy sáng suốt là mình không cắt vào cái tay giữa này các bạn, không cắt vào tay giữa. Cắt tay giữa thì cái tay này rất là trống, thì xác định mình lại làm cái phôi cực kỳ là phôi luôn, chứ không có tay đá gì cả. Đấy, rồi sau đợt này thì lá chắc chắn sẽ bé hơn, lá to kinh khủng, lá cũ nó to như lá mít các bạn. Quả thì nhiều, rất tiếc. Đó, bãi chiến trường rất nhiều hoa. Đây, những cái lá của nó bác như lá mít bằng bàn tay luôn, như lá mít. Bên này hơi bị sửa, hơi bị chổng lên, hơi bị rối. Rồi, nhưng không sao, khi em sẽ để một cái cây tử nhỏ nhỏ đây, một cành tử. Đấy, đang nuôi đó. À, lần sau sửa mình còn có cái mà khoe các bác nữa. Rồi, xin cảm ơn các bác. Chúc ngày mai một tuần làm việc hiệu quả nhá.